Hello, xin chào bạn, mình là Nam này. Chào mừng bạn quay video mình tiếp tục từ game Weapon Fighter. Và hôm nay chúng ta sẽ thông báo kết quả của game vui. Xin lúc các bạn đáng lẽ là video này mình thường ra vào thứ hai hàng tuần nhưng mà bây giờ thứ hai mình khá là bận thôi, chúng ta sẽ ra vào thứ ba vậy. Chậm chút nhưng chắc các bạn ạ. À. Ok. Và trước khi tìm thì 10 bạn may mắn chúng ta dạo qua vòng game nào. Hôm nay thì mình sẽ nâng cây Thunder sẽ rất nhiều nên mắc Never đi. Hiện tại thì chúng ta uh, mình đã làm xong uh, cái nhiệm vụ sưu tầm mũ Tiger 10 năm thì vậy. Mà nên level 609 mới mắc được các bạn ạ à. Ok 608 trước này mình sẽ mắc chưa Chưa rồi Hiện tại 14,9 vậy 9 DC rồi được, Còn một level nữa Chúng ta cùng xem nên một level tăng bao nhiêu DC nào Ồ, oh, chỗ này vẫn dư chắc mình sẽ để lại Ok 16 chúng ta sẽ mất khoảng 16 AF thôi cho một never và cũng nên được uh, 16,7 DC hiện tại cây này là mắc never nó mạnh nhất rồi các bạn thắc mắc tại sao mà chúng ta phải nên được never 69 thì nhiều bạn có never năm hoặc 66 thôi chúng ta phải làm điểm sưu tập vũ khí nhiều ở đây nữa các bạn để ý nhá đã làm đây và một vài cái nữa hình như là spell nên never 6 nữa phải hiện tại mình đã tăng cơ 16 rồi cũng phải cố gắng làm này nếu không thì chỉ spell mình sẽ thêm được một level nữa và cây vũ khí tiếp theo mình muốn nâng mắc level đó là spirit nha Thực ra spirit này tốn EIP chỉ bằng 1 phần 2 những cây ở trên map thôi mắc level thì thường mình sẽ mất khoảng hơn một tuần mới mắc được nếu để full set đậu nay thì mình cũng sẽ nâng hono map 58 này nên xin cộng luôn nhá hiện tại trong cái tuần đầu tiên này thường cái spart chúng ta không thể trao đổi được rồi các bạn thấy nhá thử trao đổi spart map 58 đi nó không cho trao đổi đâu các bạn trong hai map gần đây rồi trong tuần thứ hai mình thấy trao đổi được nên uh, thường thì mình sẽ dồn uh, những vũ khí sang những Arcanon để có thể uh, nâng lên Cindy một cộng uh, hai cộng trước sau đó thì uh, Arc chính này thì mình sẽ mua thêm uh, spat uh, Cindy ba cộng ở đây thực ra cũng khá là tiếc rất nhiều Arcanon mình cũng có Cindy uh, có đủ huân uh, chương nhưng mà không đủ quy thôi ok mình sẽ nâng lên Cindy ba cộng nhìn đẹp phết này các bạn ạ à với Honosini 3+ này. Hiện tại thì đam khá là thấp tôi có 140 no thôi, mình sẽ cho nó ít EXP vào xem nào. Cái này mình sẽ cố gắng nâng lên 1 DC. Hy vọng có thể bán được khoảng 500 đến 600 ra để có thể làm vui. Hiện tại vũ khí khá là khó bán rồi, có mỗi Xenatio nếu 3 xe này bán được, nhưng mà nâng lên Xinni 3+ hết bán này không. Đúng lắm mình không dám nâng cây Xenatio lên Xinni 3+ Bây giờ mình sẽ nâng mắc cậu 20 Thường thì mắc cậu 20 thì đam sẽ nhân hại nên nhá Chúng ta sẽ tốn ít đá anh hồn, Đá anh hùn rất nhiều rồi Ít spot đã thôi Ok nên được 595 đô rồi Cái này để lên nâng 1 DC thì cũng Chỉ mất khoảng độ Mình nghĩ chắc mất khoảng hơn 10 AF một chút thôi HP Ok quay trở lại map 8 thì hàng ngày mình sẽ vẫn zone CD5 Hoặc là zone những cái búp ở map này Với hai cái chat của SPL mới đây rồi mình đã được một cái giảm một chiều năm rồi cái này thì nếu giá trung bình hiện tại với những cái tuần đầu tiên giá nó khoảng 100 ra thì rất dễ bán còn đa phần nếu mình các bạn bán được giá khoảng 120 150 ra được nhưng mà 100 ra đi thì rất nhiều bạn mua hiện tại những cái spell này thì chưa có nhiều người sử dụng bởi vì chat chưa nhiều các bạn chưa có nhiều những chat để có thể mắc never hôm nay mình sẽ cố gắng zone bằng được lấy một cái giảm một chiêu năm đi cái P uh, của mình thì khá là nhiều bây giờ không phải đâu một cái thau năm rồi là quy giờ thì mình không lo quy zone uh, ở mát 16 uh, thì mình tốn thôi chứ còn zone búp này cao nhất cũng chỉ 165m uh, một lần thôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả mất uh, gần trăm bq rồi các bạn này mình sẽ zone bằng được một cái cd5 nữa hy vọng gặp khách chúng ta có bán được Để cuối tuần tiếp tục lại có ra đi làm giveaway thôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cả ok đây rồi xem phải không không phải các bạn cái này cái chí mạng nằm crit năng các bạn có những cái búp nào có những cái búp năm này rồi ấy, thì các bạn lấy zone thì tỷ lệ ra nó sẽ nhiều hơn nhá xem lần này có ra không nào Rôn bằng được thì tôi kể cả hết 200 trong bq mình cũng sẽ rôn nhá mai lại tiếp tục đánh bot để lấy quy tiếp vẫn chưa thấy đâu các bạn 150 lần đến nơi rồi ok đây rồi vừa thấy là mình chiều năm chưa ok như vậy mình đã sở hữu hai cái dòng chiều năm rồi và mình sẽ đợi khi nào never lên được khoảng level 20 mươi nâng cái đi một cộng rồi thì mình sẽ dùng để cố gắng luôn đấy bốn cái bút tim năm này để dùng nhá à bút một năm này đây là cái sát thương tăng cái này sẽ tăng sát thương vũ khí các bạn thì mỗi lần dùng cái chiều đấy ok mình đánh sát thương vũ khí thì mình dùng cái sập này các bạn đánh sập sát thương sập các bạn thì dùng cái sập khác nhá Bây giờ chúng ta đến chuyên mục chính của video ngày hôm nay thôi nào đó là tìm ra 10 bạn may mắn trong đợt giveaway tuần này Hiện tại ở đây thì mình thấy có khoảng 161 bình luận đây Mình sẽ ra đoan tất cả bình luận của các bạn để tìm ra 10 bạn may mắn nhá Thì mình nghĩ là chắc khoảng hơn 150 bạn tham gia thôi Cảm ơn tất cả các bạn rất chi nhiều đã tham gia và giúp mình một like Đặc biệt là nhớ để lại bình luận trong video để tham gia giveaway này Phần thưởng thì nó chỉ một chút nho nhỏ thôi Hàng tuần thì mình cố gắng tạo giveaway để cho bạn chơi cho vui thôi Hiện tại là mùa 2 tuần này là lượng ra đi nó không có nhiều các bạn thực sự là rất hiếm ra đi nữa rồi và mình gần bán đồ cũng rất là kém nên là không biết là cái trường hợp ghi bôi này chúng ta còn có thể chơi được bao nhiêu tuần nữa đây em dù sao thì còn nước còn tát còn tuần nào còn ra đi này vẫn sẽ tiếp tục làm mà ghi vui cho các bạn vậy okay, trước khi vào cho bình luận thì chúng ta cũng giao lưu một chút nào anh em muốn mua nhóm đít thì anh gửi anh đi được không ninh đít thì thường mỗi lần video mới ở trong phần mô tả mình đều có ninh đít mới nhá anh có thể vào nick in đít được em hay chơi cùng anh nè mong may 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 tí nữa mãi không đủ vip Ồ oh, ok hy vọng là bạn hôm nay bạn chúng sẽ đủ ra uh, để mua vip anh nam lại đây dù chưa bao giờ dính ô oh, xin lỗi các bạn là với các bạn nào mà chưa bao giờ dính thì các bạn cũng hơi đen thôi còn ông nào mà chúng ba lần thì thôi để nhường như người khác nhá tôi thành công trong việc và chào thấy sức cả. khỏe cảm ơn em nhá et ok tên hay thế tên là cha ạ à, mong được tặng kiếm thừa chúc anh ngày vui vẻ thế ra kiếm thừa chủ yếu là mình cười chỉ có bây giờ chắc là sắp tới hono map năm tám thôi chứ còn bảo là mình nâng lên thì mình rất ít nâng các bạn đa phần là nếu mình muốn nâng lên xin đi ba cộng thì đa phần mình bán để đi ra đi làm như vui được bảo kiếm thừa thì ít lắm mình các bạn thấy đa phần mình dùng để kiếm đi mới từ hết mà anh chúc anh sức khỏe vui vẻ phát tài phát động gia đình ba mẹ hạnh phúc rồi chúc anh uh, cố lên ba trăm một súp này có gì mong chúng nếu uh, chúng anh qua kiếm cho em video nào cũng tham gia đầy đủ không chúng nào Ờ uh, anh cũng chúc em chúng nhá thì bạn này chúc mình khá nhiều các bạn rất chi nhiều rồi à. tên game là ssg 2 d này anh hy vọng em chúng lần này các bạn nào chưa chúng lần nào thì hôm nay chúng ta sẽ chúng biết đâu tuần sau chúng ta có một đợt mà, nhà tài trợ đó tài trợ khoảng 500 trăm gia cho một bạn nào ngon hai chú anh nhiều sức khỏe là mười yeah, 18 em 16 tuổi ok hai chú anh ngày về vẻ pro một hai k afk những bạn này thì hay trong server mình rồi quá thân thuộc rồi bây giờ nên mua gì bằng token tăng đam nhanh vậy anh mua token thì trước hết là em cứ mua những vũ khí mới uh, limited thôi những cái mà có khoảng năm mươi đến tám mươi token k token đấy, đấy tăng đam đây. Còn anh kết bạn với em fan luôn. bạn này thì bỏ game này vừa rồi mới thấy chơi lại này. ước được trúng nhiều mua ok những bạn ước này hy vọng là các bạn đều được trúng hết nhá. Còn rất nhiều bạn mà chưa được trúng, mình cũng rất là tiếc các bạn. Ok còn rất nhiều cái bình luận khác mà mình không thể đọc hết được Ở Các bạn thông cảm vậy à, Bây giờ chúng ta cùng đi tìm 10 bạn may mắn luôn thôi nào Và bây giờ chúng ta cùng xem bạn may mắn đầu tiên trong lượt giveaway game game này là ai nhỉ Ai sẽ giành 100 trận đầu tiên đây Ok xin chúc mừng bạn anh quân 9295 Bạn có bình luận là hai anh ok hay em ha. Không biết bạn có để lại ID game không nhưng bạn đã là người đầu tiên nhận 100 Jani nhá. Chúng ta đến bạn thứ hai nào. Mong được chúng nam đẹp trai 404 này, cũng mong gặp anh để nhận luôn cái Jani bữa trước. Ồ oh, bạn này được trúng bữa trước nha mình Mình nhớ là còn một bạn nữa, không biết phải bạn này không. Có nhắn tin qua Facebook mình mình hẹn mấy lần rồi, toàn hẹn tối nhưng mà Toàn hẹn tầm 8 9 giờ tối nhưng toàn hai em không gặp nhau được. Ok, nếu mà em là người chúng nam đẹp Rai mình nhớ chúng lần rồi. À, lần này bạn chưa nhận thì bạn có thể nhận 200 trăm nhé nếu bạn xem video này thì chúng ta sẽ hẹn vào khoảng độ chín giờ tối nay đi thường thì 9 giờ tối mình thường online nay giả ra đi các bạn còn nhưng mà bạn thì chúng ta có thể hẹn vào tối hôm sau ok xin chúc mừng em như vậy luôn hai lần thì em có thể nhận luôn 200 trăm nhé rồi chúng ta đến bạn thứ ba là hai anh duy anh một ok xin chúc mừng em nhá em người thứ ba rồi ta đến bạn thứ tư nào Mong chúng thành 06082010 không ok xin chúc mừng bạn mong là được thôi. Rồi chúng ta đến bạn thứ năm à, ok. Mong chúng ghi một lần hack game 18160827 ok, rất nhiều bạn mong chúng chúng rồi. Ok, bạn thứ sáu nào. Chúc anh ngày mới vui vẻ ạ. Coco cảm co, ơn em nhá. Anh chúc em may mắn nhiều hơn nữa nhá. Ok, chúng ta bạn thứ bảy nào. Chúc anh ngày vui vẻ hậu 00 z chín này Hậu ấy quen lắm rồi à. Với chúng lần nào chưa Rồi nhưng dù sao chúc mừng bạn nha Bạn thứ 8 nào Minh Duy 21231 ti mà anh ok không biết bạn nhắn gì Nhưng mà ở đây thì chắc mà Bạn đã à, có để lại ID game rồi thì Chúc mừng bạn nha Đã đến bạn thứ 9 nào Chúc anh ngày mới vui vẻ chín tân gì Tân nhanh à Hay là Tân Hành OK. Xin chúc mừng chín Tân Hành. Rồi, các bạn cuối cùng, chúng ta sẽ xem ai là người cuối cùng nhận một trăm nào. Mong chúng Hoàng thời chín ba hai chín không ba, vâng. Xin chúc mừng mười bạn đã trúng ghi ngôi tuần này. Tất cả các bạn có thể nhắn tin trực tiếp mình qua link Discord, link fanpage mình để mô tả nhưng ưu tiên các bạn nhắn qua Discord nhá. Yeah, các bạn cố gắng tạo đi cốt để vào đi cốt được. Mình thường xuyên online đi cốt thì các bạn có thể nhắn vào đi cốt được. Còn fanpage thì thường một hai ngày mình chất nè. Nhưng mà tối nay mình cũng sẽ trách mình chúc mừng 10 bạn hãy liên hệ mình sớm qua đi cốt hoặc fanpage để nhận phần thưởng càng sớm càng tốt nhá. Và bây giờ video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình. Các bạn hãy giúp mình like, subscribe đặc biệt nhớ chuông thông báo để chúng ta còn tham gia những đợt giveaway tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.